Tôi thật ngốc, thật đấy. Lẽ ra tôi nên sớm phát hiện, những bức tường của Tô Thần chỉ là sự che mắt. Hắn thậm chí còn xâm nhập vào điện thoại của cục trưởng, cùng lúc cũng viết một trò chơi gian lận. Tôi nghĩ tôi nên sống ở một hành tinh khác. Sĩ quan Đoàn từ nhỏ đã là con nhà người ta, cuộc sống của anh ấy luôn thuận lợi, không chịu nổi đả kích cũng bình thường. Sĩ quan Đoàn, đừng quá lo lắng về chuyện này. Con đường phía trước còn rất xa. Không sao đâu, dù sao cuộc đời này cũng không dài lắm, chịu đựng một chút là qua rồi. Ít nhất, trong chương trình tạp kỹ này, không phải là tôi chưa làm gì cả. Skynet của tôi có thể đã khôi phục. Mặc dù tôi đã rút lui, nhưng công nghệ của tôi vẫn có thể giúp ích cho nhóm chuyên gia. Đạo diễn Trần, có thể vui lòng chuyển hình ảnh không? Tôi muốn xem hệ thống giám sát được khôi phục như thế nào. Được. Sao rồi, có thể khôi phục được không? Được rồi, giám đốc, chúng tôi sẽ hoàn thành phần cuối cùng của thông tin giám sát ngay bây giờ. Sẽ đến văn phòng của nhóm chuyên gia ngay lập tức. Động tác nhanh một chút. Bên kia đội chuyên gia sĩ quan Đoàn họ vẫn đang chờ. Các anh đi bàn giao thiết bị đầu cuối của hệ thống giám sát này cho nhóm chuyên gia, để họ có thể nhận được thông tin giám sát. Nhớ rằng thiết bị đầu cuối ở đây, không có thiết bị đầu cuối cậu cũng đừng quay lại nữa. Hello, lão đại, thế nào? Một chuyện lớn như vậy, kẻ sát nhân cuối cùng bị bắt. Chỉ bắt được một đồng bọn nhưng không tìm thấy hắn. Hôm nay muộn quá, tôi sẽ không về đâu. Lão đại, làm ơn giúp tôi xem một thứ. Nữ nghi phạm có vết sẹo trên cổ không? Thật sự có một vết. Tô Thần, đây cũng là ghi chép trong hồ sơ sao? Lý luận không sai, thực tế là lý luận này không hề đơn giản như vậy. Hello, là tôi, Tô Thần. Bây giờ anh làm theo lời tôi, giúp tôi chuẩn bị một chiếc xe, không phải xe cảnh sát, loại không có thiết bị theo dõi, đồ đầy dầu, nhân tiện đến phố đại học. Tôi có một thứ, các anh giúp tôi mang đến cho nhóm chuyên gia. Tối nay tôi có việc, nên không tự đi được. Thôi lão tiên sinh, đây là đầu nhận cơ sở dữ liệu mà giám đốc Hoàng của trung tâm phân phối điện của chúng tôi giao cho tôi, giao cho sĩ quan Đoàn. Cuối cùng cũng có thể khôi phục lại video, lần này cuối cùng cũng có thể chủ động tấn công, tìm dấu vết của hung thủ. Thôi lão, đây là Tô Thần, bảo tôi đưa đến văn phòng của nhóm chuyên gia. Anh ấy không nói là cái gì, chỉ nói là sau này có thể dùng đến. Thật không may sĩ quan Đoàn không có ở đây, đây chắc chắn là một tin tức thú vị cho anh ấy. Gia hỏa đó làm gì vậy? Rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh ấy, rõ ràng là bắt tội phạm mô phỏng, sao lại biến thành hung thủ thật? Làm sao hắn biết được thông tin của tên sát nhân này? Tôi thực sự không hiểu, mối quan hệ hợp lý giữa những điều này là gì? Có vấn đề gì? Xem là biết rồi. Vương Diên Hưng biệt danh là Mắt Đại Bàng, quan sát rất cẩn thận, tốc độ xử lý thông tin rất nhanh. Hàng nghìn bức ảnh, có thể tìm thấy nghi phạm chỉ trong nháy mắt. Thiết bị đã được cài đặt xong rồi, chúng tôi bây giờ khởi động. Hay là đợi sĩ quan Đoàn đến rồi cùng nhau xem? Hãy bắt đầu ngay bây giờ. Sĩ quan Đoàn không biết khi nào mới có thể đến nơi. Được. Chúc mừng hệ thống Skynet đã bị ràng buộc. Vui lòng thêm thông tin khuôn mặt để dễ dàng truy vấn. Trước tiên hãy kiểm tra khuôn mặt của hung thủ Triệu Tiểu Nguyệt. Xem tình hình hoạt động gần đây của cô ta. Có thể tương ứng với live stream không? Đang kiểm tra. Camera khu vực hoạt động nơi phát hiện đối tượng. Bắt đầu phát. Người phụ nữ này sống ẩn giật và phạm vi hoạt động kiểm tra không quá 2 km. Tôi nhớ là sĩ quan Đoàn đã đi xác minh danh tính kẻ sát nhân và xác nhận thủ phạm thật sự là Triệu Tiểu Nguyệt. Tên tội phạm treo thưởng này chưa bao giờ đến trung tâm phân phối điện. Làm sao những nhân chứng đó chỉ nhận ra cô ta? Sao không xem lại video trước đây của sĩ quan Đoàn? Hình như có gì đó không ổn. Đang kiểm tra. Đã kiểm tra đang được phát cho bạn. Thôi lão tiên sinh, hậu trường của chương trình live stream của chúng ta có nhân viên mặc đồ đen phải không? Tất nhiên, họ chủ yếu chịu trách nhiệm xử lý những gì xảy ra trong chương trình. Tại sao lại hỏi câu hỏi này? Các vị, nếu tôi không nhầm, sĩ quan Đoàn hẳn là lúc 12 giờ đã bị loại bỏ không biết vì lý do gì. Cái gì? Nhưng tôi nhận được cuộc gọi của Đoàn Dư lúc 12 giờ 05. Phóng to màn hình giám sát 3x6 cột. Đã thực hiện. Thời gian kết thúc của Đoàn Dư là 12 giờ 01. Và thời gian tôi nhận được cuộc gọi là 12 giờ 05. Người gọi điện thoại không phải Đoàn Dư, còn có thể là ai nữa? Đoàn Dư lúc đó vội vàng hoảng sợ, thực sự muốn nói điều gì đó với chúng ta. Nhanh, điều chỉnh thời gian giám sát về phía trước. Đang hoạt động. Đoàn Dư bị giết hại trong xe, hung thủ chắc chắn đã lên xe trước hắn. Dương, chụp ảnh khuôn mặt tạm dừng. Phóng to. Tên sát nhân cầu thả này lại lộ mặt một lần. Đang thực hiện. Cái gì? Mày, lão Vương, mày là thằng mặt to mắt hít. Anh hãy giải thích, thời gian anh biến mất trước đó đã làm gì? Tôi đang điều tra dấu vết. Cái này nhất định là do hung thủ ngụy trang. Anh có bằng chứng ngoại phạm không? Không có, các người nghe tôi nói. Vấn đề này cần thảo luận thêm, không thể vội vàng kết luận. Chúng tôi tự nhiên biết điều đó. Trước khi thảo luận hãy nói rõ. Anh có quyền giữ im lặng. Một khi mở miệng, mỗi lời anh nói đều có thể dùng làm bằng chứng trước tòa. Đợi đã, các vị, tôi có một vấn đề. Trước đó có ai hỏi các anh về nơi ở của tôi không? Có ai chủ động nhắc đến tôi không? Tôi nhớ, Tô Thần đã nói chuyện với tôi về chuyện này trước đây. Nhưng lúc đó, tôi chỉ nghĩ đó là chuyện phiếm. Skynet, kiểm tra thông tin khuôn mặt của Tô Thần, phát các hoạt động của anh ấy trong vài giờ qua. Kiểm tra Tô Thần, vậy thì kiểm tra đi, chắc cũng không tìm ra được gì. Một cảnh sát nhỏ có thể làm gì? Đăng nhập thông tin khuôn mặt của Tô Thần. Lùi lại. Thôi lão tiên sinh. Chuyện gì đã xảy ra? Bên trong vali đó là hàng nguy hiểm phải không? Đây chắc chắn là thiết bị điều khiển bằng giọng nói. Một khi nhóm chuyên gia muốn kiểm tra Tô Thần, nó sẽ kích hoạt máy thu bên trong. Xem tình hình rồi nói. Đừng đến gần. Thiết bị điều khiển bằng giọng nói chứa nguyên liệu bom riêng biệt. Sự pha trộn này có thể tạo ra một quả bom thực sự.
Phương pháp này gần giống như làm nổ tung trung tâm phân phối điện. Thật sự là hắn. Thôi lão tiên sinh, tôi xin lỗi, sau khi đánh giá của nhóm chương trình, bây giờ ông đã chết rồi. Bây giờ ông có thể vào hậu trường với chúng tôi. Chúng tôi sẽ để lại xác chết giả của ông để tham khảo. Theo quy định, bất kỳ đồ không xác định nào được gửi đến đồn cảnh sát đều phải tiến hành kiểm tra nguy hiểm. Tôi thực sự già rồi, giờ quên rồi, nhớ bài học lần này. Đối phó với các phạm nhân nguy hiểm, một bước bất cẩn có thể trả giá bằng mạng sống. Kích thước của quả bom này của Tô Thần, vừa nhìn là biết là với mục đích đưa toàn bộ nhóm chuyên gia và thiết bị Skynet cùng nhau đi một lần. Nếu không phải Thôi lão tiên sinh phản ứng nhanh và mấy cảnh sát kia dùng thân mình chặn lại quả bom, vậy thì hiện tại tôi em rằng cả căn phòng này đều bị tiêu diệt bởi vụ đánh bom. Nếu điều này là sự thật, vậy một giây trước lão tiền bối còn đang nói chuyện cười vui vẻ với mọi người, lúc này sợ rằng đã biến thành một cái xác. Các chuyên gia sắc mặt đều không tốt. Thành thật mà nói, đây chỉ là mô phỏng, nhưng nó hoàn toàn đúng với thực tế. Trên thực tế tỷ lệ thương vong của cảnh sát tuyến đầu rất cao, quá đột ngột. Bố tôi cũng là cảnh sát hình sự. Thật sự có một lần, một giây trước đồng nghiệp vẫn còn nói chuyện cười vui vẻ, giây tiếp theo liền hy sinh. Nhận dạng khuôn mặt, Tô Thần thời gian gần đây xuất hiện nhiều hình ảnh hơn trong camera, cho nên có sự chậm trễ tất cả thông tin đã được xuất. Tại sao tất cả những nơi xảy ra sự việc, Tô Thần đều đến đó? Mau, đi xem cốp xe của Tô Thần đậu ở tầng dưới. Biết rồi. Không phải xe của Tô Thần đã đỗ ở đây từ lúc nửa đêm sao? Sao nào, bên trong có gì tốt? Ai quan tâm chứ? Tô Thần đã lái chiếc xe mới đó đi rồi. Có lẽ là để dữ liệu trong cốp xe rồi. Nói đến nửa đêm này thật là buồn ngủ. Đội ngũ chuyên gia không cần ngủ sao? Mẹ kiếp. Các người cuối cùng cũng tới, nếu không đến tôi cũng không sống nữa. Để ủng hộ kinh phí cho kênh mọi người hãy subscribe vào cày view hoặc donate cho mình nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem và ủng hộ kênh.